tin sáng ngày 11 tháng 2, kho dầu bị trúng đạn, Ukraine chìm trong biển lửa, thiếu viện trợ, Kyiv lâm tình thế khó khăn. Ngoại trưởng Nam Phi nói mình bị các đặc vụ Israel đe dọa. Hải quân Hoa Kỳ tăng cường xuồng không người lái thế hệ mới. Trung Quốc hủy trận đấu Argentina sau khi Messi vắng mặt ở Hồng Kông. Thủ tướng Singapore khuyến khích người dân sinh thêm con trong dịp Tết Nguyên Đán. Máy bay rơi xuống đường cao tốc Florida. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 11 tháng 2 của DKN. Sau đây là nội dung bản tin. Quân Nga đã tấn công vào một kho dầu của Ukraine ở Kharkiv trong đêm và khiến 7 người thiệt mạng. Nguồn tin từ Ole Siniubov Cục trưởng Cục Quân sự tỉnh Kharkiv cho biết, có ít nhất 10 máy bay không người lái đã được phóng từ lãnh thổ Nga và 8 chiếc trong số đó đã bị bắn hạ thành công. Tuy nhiên, thông tin cho hay cuộc tấn công này đã nhằm vào kho xăng dầu và dẫn đến việc do dỉ các kho chứa nhiên liệu. 14 tòa nhà dân cư bốc cháy. Hiện tại, kho xăng dầu này đang đối mặt với tình trạng nguy hiểm thường trực. Giới chức địa phương cho hay, trong trường hợp cần thiết, họ sẽ mở rộng phạm vi khu vực sơ tán và tái định cư. Những thông tin ban đầu cho biết có 50 người đã được sơ tán, 4 người bao gồm một trẻ em đã được cứu khỏi những đám cháy và hơn 200 nhân viên cứu hộ vẫn đang tham gia giải quyết hậu quả từ vụ tấn công của Nga. Quân Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu pháo binh và tình hình có thể sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn nếu phương Tây tiếp tục chậm trễ trong viện trợ. Và theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine với việc Quốc hội Mỹ trì hoãn việc viện trợ quân sự bổ sung cho Kyiv và châu Âu không thể đáp ứng cam kết cung cấp một triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024. Mối lo ngại ngày càng gia tăng tại Ukraine, lượng pháo binh suy giảm có thể đem lại lợi thế lớn cho quân Nga trên chiến trường. Tờ Financial Times của Anh dẫn tin từ các quan chức Hoa Kỳ cho biết Ukraine có thể không có sự trợ giúp của phương Tây trong một khoảng thời gian không xác định. Và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực sự quan ngại về khả năng của Ukraine trong việc duy trì hệ thống phòng không và nguồn cung cấp đạn dược. Các quan chức châu Âu cũng cảnh báo rằng Ukraine sẽ khó lòng giữ được vị trí hiện tại nếu không có thêm nguồn vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, những người lính ở tiền tuyến ở Zaporizhia, Bakhmut và Kupyansk cho biết đây là cuộc chiến chủ yếu sử dụng pháo binh và máy bay không người lái, và bên nào có ưu thế vũ khí nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, có được càng nhiều hỏa lực, thì cơ hội chiến thắng càng cao, nhưng thực lực của Ukraine thì lại không đủ pháo binh. Một chính trị gia cấp cao của Nam Phi cho biết bà đã nhận được những lời đe dọa, nghi ngờ từ các điệp viên của Israel sau khi Nam Phi đưa Israel ra tòa án công lý quốc tế liên quan đến các cáo buộc diệt chủng trong cuộc chiến ở Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Nalendi Pandor cho biết bà tin rằng các nhân viên tình báo Israel đang cố gắng đe dọa bà và gia đình trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, chính trị gia này cho biết bà đã báo cảnh sát vì gia đình bà đã nhận được những tin nhắn mang tính đe dọa trên mạng xã hội. Pandor là người chỉ trích mạnh mẽ việc Israel chiếm đóng lãnh thổ của Palestine và bà từng so sánh nó với vấn đề phân biệt chủng tộc của Nam Phi đã tồn tại hơn 40 năm. Vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel về tội diệt chủng được coi là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho người Palestine và là nỗ lực buộc chính quyền Tel Aviv phải chịu trách nhiệm ở cấp tư pháp cao nhất trên thế giới. Hải quân Hoa Kỳ đã trang bị một lô xuồng trinh sát tự động cho phi đội tàu mặt nước không người lái USV Ron 3. Những chiếc xuồng không người lái này được sản xuất bởi Tập đoàn Vật lý ứng dụng hàng hải Hoa Kỳ dài 4,8 m và chúng được xem là thay đổi khả năng hoạt động của hải quân. Chúng hứa hẹn sự tích hợp liền mạch giữa các lực lượng hàng hải và viễn trình xuồng trinh sát tự động không người lái, tự hào với tải trọng lên đến hơn 1,6 tấn, di chuyển với tốc độ tối đa vượt quá 35 hải lý một giờ và có tầm hoạt động rộng hơn 400 hải lý. Những chiếc xuồng trinh sát này có tính linh hoạt và độ bền bỉ vượt trội. Tham chiếu từ cuộc chiến Nga-Ukraine có thể thấy tính hiệu quả của việc đầu tư vào các hệ thống hàng hải không người lái và những gì đang xảy ra trên chiến trường một lần nữa khẳng định tầm quan trọng chiến lược của các phương tiện này trong hoạt động hải quân hiện đại. Nguồn tin từ AFP cho hay Trung Quốc đã hủy hai trận giao hữu dự kiến có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới Argentina. Quyết định bất ngờ này được đưa ra sau khi ngôi sao Lionel Messi đã không thể ra sân trong màu áo câu lạc bộ của mình trong một trận đấu ở Hồng Kông trước đó. Đội tuyển Argentina đã công bố chuyến du đấu tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 3. Trong đó, họ sẽ gặp Nigeria ở Hàng Châu và bờ biển Nga ở Bắc Kinh. Nhưng vào tuần trước, Trận giải hữu đỉnh cao giữa Inter đội tuyển Hồng Kông đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu hoàn lại tiền sau khi Messi đã không ra sân. Một số chính trị gia và cơ quan truyền thông đã xem việc vắng mặt của Messi là hành động coi thường người Trung Quốc. Hiệp hội bóng đá Bắc Kinh đã ban hành một thông cáo báo chí nói rằng Bắc Kinh hiện không có kế hoạch tổ chức trận đấu mà Lionel Messi dự kiến sẽ tham gia. Điều này có nghĩa là trận đấu Hàng Châu đã chính thức bị hủy bỏ nhiều người trên khắp thế giới sẽ sẵn sàng trả rất nhiều tiền để xem cầu thủ này thi đấu. Những khán giả tại Hồng Kông từng phải trả tới 125 đô la Mỹ để có thể xem cầu thủ này trong một trận giao hữu. Nhưng kết quả là Messi lại ngồi trên băng ghế dư bị. Điều này đã khiến chính phủ Hồng Kông phải yêu cầu ban tổ chức giải trình. Đơn vị tổ chức sau đó đã hứa sẽ hoàn lại 50% số tiền. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là chỉ vài ngày sau khi vắng mặt tại Hồng Kông, Cầu thủ từng 8 lần giành quả bóng vàng đã xuất hiện và chơi 30 phút giao hữu ở Nhật Bản. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ và nhiều người nói rằng Messi không muốn biểu diễn tại Trung Quốc. Việc hủy bỏ các trận đấu tại Trung Quốc đang khiến liên đoàn bóng đá Argentina đau đầu khi quốc gia này vốn coi Trung Quốc là thị trường chiến lược. Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore trong bài phát biểu nhân dịp Tết Nguyên đán đã lưu ý rằng Tỷ lệ sinh đang giảm trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước có xã hội phát triển như Singapore, và ông động viên người dân lựa chọn năm nay để sinh con. Trong thông điệp nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm của mình, ông Lý Hiển Long nói với người dân Singapore, con rồng là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và sự may mắn, vì vậy, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để các cặp vợ chồng trẻ có thêm một chú rồng nhỏ cho gia đình của mình. Thủ tướng Lý lưu ý tỷ lệ sinh trên toàn thế giới đang giảm, đặc biệt là ở các xã hội phát triển như Singapore. Tổng tỷ suất sinh của người dân Singapore hiện đang đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 1,04 vào năm 2022, và con số này trước đó vào năm 2020 là 1,1. Trong khi đó, người phụ trách văn phòng Thủ tướng Singapore vào tháng 2 năm 2023 tại Quốc hội đã giải thích sự sụt giảm dân số trong năm 2023 vì đây là năm dần và điều này cũng thường dẫn đến tỷ lệ sinh thấp hơn ở người Trung Quốc. Ông được biết đến là người ủng hộ người dân lập gia đình, sinh con và cân bằng công việc với cuộc sống. Thủ tướng Singapore nói rằng, cuối cùng, các cặp vợ chồng sẽ quyết định có nên sinh con hay không, đó là quyết định riêng của họ. Ông hy vọng sẽ có nhiều người thấy được việc làm cha mẹ là một hành trình vô cùng bổ ích và trọn vẹn. Ông Lý Hiển Long hy vọng sự khuyến khích của mình sẽ thúc đẩy nhiều cặp vợ chồng cố gắng sinh con hơn. Ít nhất, hai người đã thiệt mạng sau khi một phi cơ phản lực tư nhân bị mất động cơ và lao xuống đường cao tốc ở Florida, Hoa Kỳ. Cục hàng không liên bang cho biết có tổng cộng 5 người trên chiếc phi cơ loại Bombardier Challenger 600 khi nó bị rơi vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều thứ Sáu theo giờ địa phương trên xa lộ liên tiểu bang 75 gần thành phố nhỏ Naples. Chỉ 2 phút trước khi chiếc máy bay này dự kiến hạ cánh xuống sân bay thành phố Naples, phi công đã gọi điện cho cơ quan kiểm soát không lưu để thông báo về sự cố ở cả hai động cơ của máy bay và yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp. Kiểm soát viên không lưu đã ngay lập tức cho máy bay hạ cánh, tuy nhiên sự cố không mong muốn đã xảy ra. Có ba người may mắn xấu sót sau vụ tai nạn và văn phòng cảnh sát hạt Collier xác nhận có hai nạn nhân đã chết. Hiện tại vẫn chưa có thông tin liệu chiếc máy bay này có đâm phải chiếc ô tô nào trên đường cao tốc hay không. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay đang bốc cháy bên đường cao tốc và tạo ra những cột khói đen. Thông tin ban đầu cho biết chiếc máy bay này đã khởi hành từ sân bay Đại học bang Ohio và Cục Hàng không Liên bang cùng với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra vụ việc. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây là kết thúc nhân dịp năm mới chúng tôi xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo